Xin chào mọi người, video này tôi sẽ dùng xe máy đi một vòng quanh thành phố Hội An thuộc tỉnh Quảng Nam và ghi lại một số hình ảnh về vùng đất xinh đẹp này. Nơi này đang được du khách nước ngoài thường xuyên tìm đến mỗi khi du lịch ở Việt Nam. Chiều tối của đêm hôm trước thì tôi đang ở Bình Châu, tỉnh Quảng Ngãi, cách nơi này khoảng 110 km. Để cho kịp lộ trình đặt ra thì tôi phải cố chạy cho tới nơi. Nhưng gần đến nơi thì bị lạc và hết xăng. May mắn là được sự giúp đỡ của người dân địa phương nên đã tìm được chỗ nghỉ an toàn. Qua nói chuyện với họ thì tôi cảm thấy có khá nhiều cảm tình với mảnh đất này. Và cảm thấy họ rất hiếu khách, sẵn lòng hỗ trợ người lỡ đường. Chỉ có điều là chất giọng của họ hơi khó nghe, phải rất tập trung thì mới hiểu được người ta nói gì. Nhưng dù sao thì nơi này cũng rất tuyệt vời, với phong cảnh đẹp, con người nhiệt tình và những địa danh lịch sử vô cùng phong phú. Hiện tại tôi đang ở quảng trường sông Hoài, thuộc khu vực phố cổ Hội An. Nó là một nơi ngăn cách giữa khu phố cổ Hội An và khu đô thị xây sau này. Thời điểm đi vào khoảng 9 giờ sáng, lúc này tương đối vắng người do phố cổ Hội An vào buổi tối mới hoạt động nhộn nhịp. Phố cổ Hội An được tổ chức thành một quần thể di sản, thu hút khách du lịch nước ngoài, vì vậy mà nơi đây sẽ ưu tiên xe đạp và người đi bộ. Thường thì khoảng 6 giờ tối, người ta sẽ chặn xe máy ở khắp các ngõ vào khu phố cổ, còn ban ngày sẽ mở đường cho người dân, bản địa và khách du lịch được đi lại bình thường. Vì vậy, nếu vào ban ngày, chúng ta có thể lang thang khắp khu phố cổ Hội An bằng xe máy ở đa số các con đường. Nếu mà mọi người đến đây bằng xe ô tô và muốn tham quan khu vực này, nên đến đoạn đầu của quảng trường sông Hoài để gửi xe lại. Vì đường xá nơi này có nhiều đoạn khá là hẹp, khó quay đầu xe, phương tiện phù hợp nhất ở đây có lẽ là xe đạp. Tỉnh Quảng Nam, bên cạnh con sông Thu Bồn. Phố cổ Hội An trong quá khứ khi xưa từng là một thương cảng quốc tế sầm uất, nhờ vào sự hình thành của con đường tơ lụa và con đường gốm sứ mà làm phát triển mối quan hệ giao thương của vùng đất này với các nước như là Nhật Bản, Ấn Độ, Thái Lan, Trung Quốc, Pháp, Hà Lan, Bồ Đào Nha. Từ đó mà cũng hình thành nên rất nhiều di sản kiến trúc được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 1999. Tuy ở thời điểm hiện tại thì Hội An không còn giữ được vai trò là một thương cảng quốc tế nữa, nhưng di sản kiến trúc được để lại tại nơi này đã tạo sự thu hút khách tham quan trong và cả ngoài nước đến đây chiêm ngưỡng. Thời điểm hiện tại, dân số địa phương ở Hội An là khoảng 160.000 người, cùng với 5 triệu lượt khách tham quan mỗi năm. Nơi đây và thành phố Tam Kỳ là hai thành phố lớn của tỉnh Quảng Nam và nó đang là một thành phố du lịch khá sầm uất ở miền Trung. Về lịch sử của mảnh đất này thì ngày xưa nơi đây gắn liền với văn hóa Sa Huỳnh. Thời kỳ này nó đã giao thương với rất nhiều nước như Trung Quốc, Ấn Độ, Sri Lanka, các nước Trung Đông, tạo nên nền bóng của thương cảng quốc tế. Sau thế kỷ thứ 2 thì nơi đây được Vương quốc Champa quản lý với sự giao thương những sản phẩm như nước ngọt, trầm hương, quế, đá quý, tơ lụa cùng với những vật quý khác. Đến thế kỷ thứ 15, người Việt đến đây sinh sống và tạo ra một số làng nghề giúp cho thương nghiệp phát triển. Vào cuối thế kỷ thứ 16, người Nhật và người Hoa đến đây định cư, giúp sức cho vùng đất này thêm phát triển thịnh vượng nữa và để lại rất nhiều di tích kiến trúc đẹp như là chùa Cầu, các hội quán của người Hoa, những khu nhà cổ mà tôi sẽ đăng sắp tới.
thiên thời địa lợi, nhân hòa giúp cho Hội An nhanh chóng phát triển và giữ vững được vị trí là một thương cảng quốc tế sầm uất trong hơn 1.700 năm. Từ suốt thế kỷ thứ 2 đến thế kỷ thứ 19, sau khoảng thời gian đó, thì thương cảng Hội An xuống dốc nghiêm trọng do sự bồi đắp, chuyển dòng của con sông Thu Bồn cùng với chính sách của triều đình phong kiến và sự cạnh tranh của thương cảng Đà Nẵng vào thời Pháp thuộc. Ở thời hiện tại thì Hội An không còn giữ được vị thế ban đầu mà đã trở thành một thành phố du lịch, thu hút khách tham quan muốn tìm hiểu văn hóa, kiến trúc của phố cổ Hội An. Trước mắt mọi người là chợ Hội An. Nếu nhìn từ trên cao thì chúng ta có thể thấy được đặc điểm của chợ là mái ngói màu nâu khá rộng và dài, nằm khá nổi bật trong khu phố cổ. Đây là nơi buôn bán những mặt hàng thông dụng phục vụ sinh hoạt hàng ngày của người dân. Ngoài ra thì chợ cũng có bán mì Quảng và cao lầu, là hai món ăn đặc trưng của xứ Quảng. Tuy nhiên thì nếu muốn ăn ngon, mọi người nên tìm hỏi người dân ở vị trí khác, chứ trong chợ thì bán không ngon lắm. Với một bề dày phát triển hơn 1.700 năm, người dân phố cổ Hội An giữ rất nhiều ngành nghề truyền thống nổi tiếng, bao gồm là nghề làm lồng đèn trong phố cổ, nghề làm mộc kim bồng, làm gốm Thanh Hà, trồng rau trà quế, đúc đồng Phước Kiều và làng lụa Hội An. Tất cả chúng tạo nên sự đa dạng và phong phú cho văn hóa của phố cổ, giúp dựng nên một thời hưng thịnh của khu thương cảng quốc tế. Do thời gian của chuyến hành trình hạn chế nên tôi chỉ mới tham quan được làng nghề làm gốm Thanh Hà và dệt lụa Hội An. Nếu có dịp quay lại nơi này, có lẽ tôi sẽ tìm hiểu sâu hơn về các làng nghề truyền thống cũng như là ẩm thực nơi phố cổ tuyệt vời này. Nếu có ai hỏi về những nơi tuyệt vời của Việt Nam thì có lẽ cái tên phố cổ Hội An sẽ là một trong những cái tên đầu tiên tôi nghĩ tới. Thực sự mà nói, có rất nhiều thứ để chúng ta tham quan, tìm hiểu. Có lẽ mọi người sẽ dần hiểu về những gì tôi nói qua hơn 15 video mà tôi sẽ đăng sắp tới. Cảm ơn mọi người đã xem video, đừng quên bấm thích, nhớ đăng ký và chia sẻ cho nhiều người cùng xem.